có dãy rồng mà câu đây nè, câu đây nè, câu thêm mát nè, câu rồng bình to giống như dãy rồng rồi hồn. Ờ con nhìn con cá to đi, quay ra coi dãy dãy giống dãy rồng gì đó. Rồi rồi thả phong rồi mong được đi. Nhà mi được tự do tung tăng với sông nước, đừng có lội vô bờ bà câu mi đó nghe. Rồi cũng hồi hướng công đức này đến mọi người ha. À, lội đi tạm biệt thôi. Rồi, đi đi thôi. Ơi mới lên phóng lên kìa, phóng lên luôn. Trời ơi đây, đây là một hiện tượng lạ trong phố xanh đúng không? Tôi giờ tôi cần chừng 7 triệu rồi tôi đủ bổ đồ tôi bán nè. Là nghỉ câu cá luôn? Dạ nghỉ. Là bỏ ngày luôn? Bỏ ngày luôn. Cụ hứa còn nghe. Dạ. Đây ha. Dạ. Thay đồ bên đây. Dạ. Tắm ở đây qua đây thay đồ. Dạ. Vệ sinh ở bên đây luôn. Dạ. Rửa ở đây luôn. Dạ. Rửa chén ở đây nè, cô bác quay qua đây anh. Rửa chén ở đây, tắm ở đây. Qua bên đây thay đồ. Dạ. Nấu ăn nấu uống thì sao? Cô? Nấu ăn nấu uống nước thùng. Nước thùng. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay thì cũng đã thăm xong mấy cái hoàn cảnh của cô bác là anh chị là Việt Kiều Campuchia á. Dạ. Thì chị Hồng sẽ đưa Bùi Hồ vô bờ. Dạ, nhưng dạ, mà dạ. Nghe nói bà cụ là hởm gài á, bà câu mấy con cá chép cho mấy người kia nhưng mà người ta chưa có mua. Dạ, dạ, dạ. Mà hôm nay câu cá chép nhiều lắm. Dạ, và dạ. Bùi Hồ cũng ghé mua để ủng hộ bà. Thôi chắc phóng xanh luôn ha. Dạ, phóng xanh luôn hả? Chị chạy ra ngoài sông sông dạ, 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 hậu biết, giùm biết, em được không? Biết. Leo lên luôn đi anh. Lấy cái thao đựng có cái gì cho nó sống á, để đâu gọng nó chết rồi. Mình hư hả? Mình có duyên với mấy con cá chép. Khoan khoan, nắm thịt vô, nắm thịt vô chút. Rồi hết tiền luôn rồi cô bác của anh chị ơi. Hồi sớm giờ là chỉ có chuẩn bị tiền để mà hỗ trợ mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ thôi, là mấy chục ba mấy triệu 40 triệu á, mà bây giờ hết tiền luôn rồi, không có đem tiền theo chứ người thiếu. Chị chạy ra sông này hả, thả luôn hả? Chạy ra ngoài giữa sông á. Dạ, con dạ. Mua cái cô để này đi chưa? Bán thiếu không bà cậu? Bán thiếu ơi. Bán thiếu không dạ? Chứ bây giờ hết tiền rồi. Bà câu mấy ngày rồi? À, đã dành gỗng hả? Nhiêu ký bà bán, nhiêu ký con quên rồi. Ký gì bán 30 con? 30 ngàn. Con đây cho nhiêu cho con? Con trả bà 30 ngàn thôi. Con thì bà nói 30 ngàn, con trả bà 30 ngàn thôi chứ sao vậy? Đây đây, để vô thao nè. Ờ, để vô thao nó sống không hay là để vô cái thùng đi? Sống. Đâu đâu, để con coi cho mấy. Hả? Đây cho con mượn cái gọng á. Ui da, nóng quá. Mình đỡ mắt nè. Ôi trời ơi. Ôi ôi, cá chép với cá hô hay vậy? Cá chép giòn. Còn cá chép hô, không cá hô. Cá chép giòn. Cái này bà cá câu cá hả? Hô. Ủa bà câu sao dính hay vậy? Giống như là... Ừ bà câu cũng được á. Có dãy rồng bà câu đây nè, câu đây nè, câu thêm mát nè. Câu rồng bình. Cá to giống như dãy rồng rồi hồn. Ờ con... Nhìn con cá to đi, quay ra coi. Dãy dãy giống dãy rồng gì đó. Đưa nè. Đây phải không? Dãy rồng đó. Dãy rồng là cá gì? Ủa con cá. Ờ chích giòn hả? Cá này đâu 2 kg rồi trời. Cá nó 2 kg. 30 ngàn ký hả? Con mua hết bà 500 được không? Dạ 500. Có nói gì đâu. Kệ đi. Con cá này cá gì không? Con cá chép con à. Cá chép được 2 kg. Thì dạ, sao con cá này con dính hay vậy? Để đi. Có cái thao bự. Nhưng mà có cái thùng không? Lấy cái thùng. Có thùng mút rồi, thùng mút nó chảy không? Thì cho thùng mút nó đi. Thùng mút nó kè không có chảy gì. Được dạ. Nè mọi người, lần đầu tiên thấy được cái con cá này nè. Dãy rồng luôn anh. Ôi trời ơi. Nó lạ. Cũng như Bùi Hồ nói là phóng sanh chủ yếu là muốn cho con vật nó sống rồi. Hết tiền bỏ đồ rồi. Con thiếu bà luôn đi. Lát nữa con về con trả sau nha bà. Con đi phóng sanh cho nó sốt. Đây đây, đảo đây. Đây. Mấy ngày đó hả bà? Mà mấy người kia không có mua. Mấy cái chú kia. Đây đây, đảo đây. Cho nhiều nhiều nữa. Cái thùng nó chảy đó mẹ anh Dũng đổ chảy nữa. Không có chảy đâu. Tại vì biết sao tại sao phải đem ra ngoài kia không cô bác quý anh chị?
À, đem ra ngoài kia để cho nó lội tự do chứ ở đây bà câu nữa sao? chạy cái lúc rồi đó là đã vô. Ôi ôi tắt nước thêm, nước thêm đi, nước thêm đi. Nó đúng rồi. Cho con miếng mốt cho chú. Dạ. Nó nhảy ra, nhảy ra. Múc nước đổ viên gì là cũng có viên với cá chép. Ôi con đừng lại, đừng lại. Đây con tát cho cô ấy đi. Đây. Chết nó hết rồi. Thôi con đi ra con, đi ra để cho nó sống. Ôi, nó đang Ôi nó gần chết. Buông ra, nhỏ nó buông ra. Buông ra. À, thật ra thì cái chuyện gì cũng vậy cô bác quý anh chị. Và theo nhà Phật thì Bùi Hồ nghĩ là tùy duyên. Và hôm nay lần trở lại này thì bà cụ bà rất là nhiều cá luôn. Và những cái con cá này nó bà gọng cũng mấy ngày nay rồi. Nhưng mà mua mà phóng sanh ngay bà cụ câu lại nữa. Mà cái cuộc sống của bà cụ là câu cá. Bây giờ mình hỏi bà ấy cho bao nhiêu tiền chị Hồng chở Bùi Hồ ra giữa sông, gần giữa sông rồi. Đây là sông con sông Tiền, một trong những cái nhánh sông của đồng bằng sông Cửu Long, đó là sông Tiền và sông Hậu. Thì hôm nay thì cũng có cơ duyên với lại các đàn cá này. Dạ được rồi cô, tắt máy con đi. Cũng có cơ duyên với đàn cá này thì Bùi Hồ cũng mong là khi mà phóng sanh cá chép này đó thì cũng mong hồi hướng công đức này đến cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân cũng như tất cả các cô bác quý anh chị khán giả xem kênh Bùi Hồ, cũng cầu mong luôn cho gia đình mình cũng như tất cả mọi người đều có sức khỏe an lạc và bình an trong cuộc sống nha cô bác quý anh chị. Thì lần đầu tiên là anh Nguyễn anh nói ảnh cũng sống ở sông Tiền này, lần đầu tiên gặp cái con cá nó bự như thế này nè. Đây là con cá chép. Cá chép giòn. Con cá chép. Chép giòn. Nó kêu cá chép giòn. Ê, mong thì được tự do. Bắt tay bỏ cái đầu. Rồi thả phong. Rồi mong được đi. Nhà My được tự do tung tăng với sông nước, đừng có lội vô bờ bà câu My đó nghe. Rồi cũng hồi hướng công đức này đến mọi người ha. Lội đi. Tạm biệt thôi. Đi đi. Ôi con này khỏe luôn. Con cá nó vẫn còn khỏe. Ồ, cá to này nha bà con. Rồi cho nó làm quen tí xíu. Rồi đi nha. Rồi bye bye. Thả mấy con cá bự trước đi, sợ nó. Ôi con cá này nha. Đi có sặc ha. Con cá này nè mọi người. Nó nu nút luôn. Em thả con cá này tên Nguyễn Thả nè. Thôi thả đi. Ê. Chăng luôn. Mấy con cá này là những còn là những con cá khỏe không nha mọi người. Rồi, thôi đi nha. Rồi cái đó kìa, nổi lên lại rồi. Kìa trước nó kìa. Đó, nó nổi được cái đầu lên cao. Nó chào mình kìa, quay lại cái. Lặn xuống rồi. Kìa cái tim đó kìa. Ờ còn đó. Nó chào mình đó. Dạ nó mừng á. Đó, còn tim đó. Hồi nãy nó lậu giọt lên luôn. Con cá nó lội lại nó chào mình á. Còn á hả? Còn đó, còn tim đó. Nãy nó nổi giọt lên miên cái đầu luôn. Đây nè, con cá này là cá gì vậy chị? Ủa cá gì ngộ ở chui đâu, hồ, đâu. Hồ nó không có dãy thằng hồ. Cá này cá gì vậy chị? Cá chép mà không có dãy. Không, cá đó miên cá gì luôn. Giống như cá lòi, cá heo. Giống như lòi cá heo nhưng mà cái đầu là đầu cá chép. Đầu cá chép nè, cái mình đó nè, nó vàng nè. Y gan như là cá heo luôn nè. Cá heo, hôm nay phóng sanh toàn những loài cá lạ. Cá nó đẹp lắm. Cá này nè là người ta kêu cá chép thập bà nè, chép vàng. Đây, đi nha mọi người, đi nha. Tự do, tung tăng bơi nhảy. Cá nó đẹp, cá chép vàng á. Vàng mà của thập bà, người ta kêu cá chép của thập bà. Rồi đi đi. Thôi nhà My được tự do nha. Thả đi có phước gì sao. Dạ. Ồ nó ngớp rồi, hai con luôn kìa. Đó nó lên đó, bị về nãy á nó chưa có chạy được khỏi á, nó chưa có đi khỏi. Nó chưa. Thật ra mà khi mình thả cá đó là nó sống ở đây nó quen nè. Nó bị ngợp nước nên mình phải nương tay một tí xíu như thế này nè. Nó mới đi được xa chứ mình thả nó lội xuống liền là nó mệt lắm. Dạ dạ. Vậy nó khỏe. Ừ.
cá đang cá chép. Cá nó còn chụp tim rồi đó kìa cô. Đó, con cá to nãy nó có cái dây vòng á. Dạ, con cá đó nó còn quay, yếu quay, á. Quay quay cho mọi người á. Dạ 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 dạ. Đó nó còn tim nó còn chạy vòng 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 đây nè, nó chưa có lội xa. Ố nó kìa kìa kìa. Kìa. Đó đó đó. Đâu cô? Đó nó đổi lên bên đó kìa, nó giỡn cái đầu lên một cái khao hơn gì đó. Ừ. Đó ừ, nó chưa có lội đi xa đâu. Hai. Rồi. Ơ con cá này bị cục đuôi gì ta? Vậy thì xuống sông nó cũng sống nè. Mà nó lội vậy. Thở máy. Bị cục đuôi nè, bị cắn đuôi nè. Cắn đuôi. Nó mọc đuôi ra đó. Ờ. Rồi, nhà mi là cuối cùng nha. Con cá này phải cá chép không? Đâu. Nó đó mà nó nhỏ. Rồi thôi. Rồi, cũng rồi. Mong là hồi hướng công đức này đến tất cả cô bác của anh chị và mọi người ha. Nói chung là cũng hữu duyên với đàn cá này. Lần nào đi ra đây cũng phóng sanh hết trơn á. Kệ đi phóng sanh đi mình. Đó 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 kìa kìa kìa. Đó lên tâm lên đậu cái đầu lên luôn á. Ờ con cá to nãy đó. Nó còn lậu vòng 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 đây nè, làm như nó mệt nó chưa đậu xa được á. Ờ. Con cá to dễ gồng nãy đó. Ừ, cá to. Nó đang quay lại nó chào mình á. Vậy. Rồi xong rồi. Rồi. Quay cho mọi người biết rằng ở đây là giữa sông để cô không có bắt được nữa. Trời ơi, thấy con cá nãy nó rất là lạ, còn con cá diễn giống như dễ gồng. Con kia là giống như con cá mà cá nhiêu. Chỉ nó không có chỉ á. Cục lội về cá chặt. Đó đây nè, đây nè, đó, nè nhìn nè. À đằng đó đó hả? Dạ dạ đây nè, tim nè. Nổi cái đầu lên luôn rồi bắt đầu thở từ từ lội xuống. Làm như nó còn yếu trong mình nó mệt á. Bắt bỏ trong đó nó quá chằn chạc. Con cá khỏe lắm, lúc mà hồn thả ra rất là khỏe. Nó khỏe nhưng mà chắc nó chào mình đó. Không phải là cá ngộp đâu. Dạ. Con mượn cái mít cái con. Cô bước qua đây giùm con. Chị. Thôi đi ha. Rồi ngồi đi anh, coi chừng té. Thôi anh. Mới lên phóng lên kìa, phóng lên luôn. Trời ơi. Đây là một hiện tượng lạ trong phóng xanh đúng không? Thường là cá trắng thường nó góp không mà chứ nó không phóng. Không phóng hả? Chào ơi, nó phóng nếu như mà nó kê kê cái đầu nó kìa. Không? Nếu như mà linh điên thì phóng lên cái nữa đi. Phóng lên luôn kìa. À, cô ơi, ghê ngoài sau lưng. Nó mừng đó, hồ. Hả? Nó phóng lên luôn á, hồ. Nó mừng hả? Ừ. Nè, đeo này đi. Anh nói cái cảm xúc này, lần đầu tiên phóng sinh cá đi. À, thì lần đầu tiên đó, thả cá lần này, lần thứ hai dưới bùi hồ rồi. Cái lần này là cái loại cá rất là lạ. Nhưng mà thứ nhất là con cá chép mà có cái dễ giống như dễ gồng. À, con cá thứ hai là giống như con cá chép nhưng mà nó giống như con cá chạch. Nó không có dễ luôn. Nó thuộc loại về cá chạch rồi. Cá heo. À. Nhưng mà cái đầu cá chép thì sau khi đó bùi hồ thả đó, những con cá đó nó rất là vui, rất là mừng, rất là khỏe mạnh khi nằm cái trên tay của bùi hồ thả ra. Nhưng mà trước khi ra đi á thì phải chào, phải ngốp lên một cái để mà đi. Điều đó rất là vui, rất là hạnh phúc, phải không? À, em nghĩ á là cái con cá chép là nó không có nhảy đâu. Đúng, nó chỉ ngốp thôi. À. Nó là loài cá cá trắng á, loài cá trắng. Nó chỉ biết ngớp nè. Mà nào hữu duyên. Chắc có lẽ là hữu duyên đó anh Nguyễn. Nó bay lên, nó nhảy, nó chào mình trước khi mình đi vô. Thì không biết là như thế nào, nó vui vẻ hay như thế nào. Nhưng thì phóng sanh á là cái mục đích chung duy nhất. Là mình muốn cho con vật nó sống. Là phóng sanh mục đích là cứu con vật. Chứ mình không nghĩ gì cả. Nhưng mà trong nhà Phật á thì cái việc phóng sanh là một cái việc thiện, việc lành. Và phóng sanh thì không được dặn trước. Phóng sanh là phóng cá trên thớt. Có nghĩa là con cá nó gần như bị bán để mà làm thịt đó. Thì mình phóng sanh nó thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái cảm xúc của anh thấy này phóng sanh vui không? Vui, rất là vui khi được thấy những con cá mà được tự do á. Đây là cũng là một cái duyên lành đó mọi người với bà cụ đó. Mình hỏi bà cụ đó thử anh là nếu như mà cho bao nhiêu tiền thì bà sẽ nghĩ câu cá chép nữa được không? À
gửi cho bà cụ đó 500 ha, cho em mượn tiền với, hết tiền rồi. Là thiếu 1 triệu mấy thôi. Hôm nay giống như đi du ngoạn nha trời. Ê cụ ơi, con thả nó hết rồi. Hôm nay là cụ câu mấy ngày? Câu từ hồi chú đi xuống tới giờ. Câu câu đâu có câu được nhiều, bữa một con hai con gì. Đâu cái câu của cụ đâu. Lên anh. Cái câu này hả? Có hai cần đó. À. Hai cần ông cụ với bà cụ câu. Con mình tôi câu à. Sao bà câu sát cá như vậy? Hả? Câu giờ ít rồi đó, lúc trước mới câu nhiều. Câu để cho người ta mua người ta phóng sanh đó hả? Dạ. Nếu như mà người con hỏi thử cụ ha. Người ta sẽ nếu như mà người ta cho cụ một số vốn, cụ có nghĩ câu cá không? Nghĩ. Có số vốn là nghĩ rồi coi nhà rồi sống lớn là tạc lên hết trơn. Đó ướt nghẹt chân. Đây nè con, bây giờ con mua cái phần cá của cụ. Dạ. Thì con gửi cho cụ 500 được không? Dạ dạ được. Cho nhiêu thì cho mà trời ơi. Cho nhiêu thì cho chứ gì. Bây đâu. Giờ con hỏi cụ lại lần nữa ha. Thì sau đó tìm hiểu cuộc sống của cụ. Nếu như là cụ cần bao nhiêu vốn để mà nghỉ câu cá? Tôi giờ tôi cần chừng 7 triệu rồi tôi đủ bổ đồ tôi bán nè. Là nghỉ câu cá luôn? Dạ nghỉ. Là bỏ ngày luôn? Bỏ ngày luôn. Cụ hứa con nghe. Dạ. Cụ hứa con, hứa Mạnh Thường Quân rồi đó. Dạ. 7 triệu thôi. Dạ. Là bỏ ngày câu cá. Bỏ ngày câu cá để luôn. Lấy tiền đó làm vốn. Làm vốn mua bán. Ừ. Sửa lại cái nhà. Dạ. À, đây là cái cần câu của cụ nè mọi người. Và cái cụ hằng ngày câu là bán 30 ngàn ký á, rộng đôi khi mấy con cá nó chết nữa. Hôm nay con phóng sanh thấy con cá, cụ con kể cho cụ nghe là con cá nó nhảy lên nó chào luôn á. Phóng sanh xong khoảng 5 phút sau nó nhảy lên khỏi mặt nước luôn. Mừng. Nó mừng. Cũng như thả nó mừng. Trời ơi chú ơi, kẹt mình cảnh nó khổ quá rồi, đi câu chứ tôi có ăn như người ta cũng đi câu làm gì thấy cũng tội lỗi lắm. Mà nhưng mình nó quá khổ rồi. Đó đi câu tôi đi vớt mũ. Đó ông vớt từ mà chú xuống đợt rồi đó, đó được nhiêu đó. Dạ. Có vớt được nhiều đâu, chút gì. Bà cụ là chỉ cần 7 triệu thôi. Sẽ bỏ. Chứ là cuộc sống có bỏ ngày. Dạ thì bà, em hỏi á là nào hỏi bà cụ cần bao nhiêu vốn nữa để có thể bỏ nghề á. Dạ bỏ, nếu tôi có vốn tôi mua bán treo bán ở nhà, treo bán gì đó là tôi nghĩ đi câu rồi. Anh Nguyễn ơi, anh vô đây đi xem cái nhà của cụ đi, đi với em. Cụ vô đây là cái nơi mà cụ ngủ nè. Dạ. Ở bên kia kìa mọi người. Thấy bên kia nó tạc không? Tạc không cụ? Dột, dột hết trơn, nhờ ổng người ta chỉ ghe ghe lúa với ta cho được miếng tăng đem về tre đó. Miếng lá? Tăng ở trên đó, miếng tăng xanh tịch ở trên. Miếng cây su chụp ở trên ta cho, ghe lúa người ta thấy gì ta cho. Cái nhà cụ là đi thẳng không có được nha mọi người. Dạ, đi thẳng không có được, mắc đi khum. Trước tiên là hồi, gãy. Gãy nhiều lắm. Cũng khiếp thiệt. Tôi cũng cần được chứ ghe ở yên ổn mà nó không có tiền. Ây dạ. Đây, đây là cái không gian bếp của cụ, không có cái bếp ga bự luôn. Dạ. Ồ bếp ga mini thôi hả cụ? Dạ, xài bếp ga mini. Dạ. Đây. Đồ cơm. Hôm nay cụ ăn cơm gì đó? Ăn cơm với ba cái thịt cũng nhỏ đó, cho rồi tìm gì ăn đó. Đây nhà vệ sinh bên đây nè mọi người. Đây là nhà vệ sinh. Đây là cái không gian nấu nướng. Trời sống mà sống mạnh lại là tạt lên đó ướt cái chân. Ôi nước trời. Không à. Ôi trời. Dạ. Yeah. Nè, ở đây nước nè, nước dưới này nè mọi người. Dạ, bởi vì sông lớn nè nó chạc lên chân. Nó tràn lên đây luôn ha. Dạ. Đó tràn trên nhẹp còn đó còn giấu trên nhẹp. Đứng được đâu nhà. Ở đây là cụ cứ tối ngày đi khơm gì ngoài nè. Dạ. Chứ đi đâu đứng được đi đâu. Đi vô đi ra. Nên là nữ là những cô bác quý anh chị mà sống ở trên những cái chiếc ghe á, sau này thời gian á thì cái chân sẽ yếu hơn. Cái chân sẽ yếu hơn so với những người cô mà sống ở trên bờ. Dạ. Tại vì ít di chuyển hơn. Ít có dao động, ít có đi nhiều. Dạ. Mà lưng nó sẽ mau còng hơn. Dạ. Đó là hai cái bệnh á.
vì cái môi trường sống nó khó khăn quá nên tôi cũng mong ước mà ông bà gì độ vô được tờ giấy số cũng mua ghe đàng hoàng ở mà không vô mua hoài không được. Tắm ở đâu cậu? Tắm đây luôn. Tắm ở đây ha. Dạ. Thay đồ bên đây. Dạ. Tắm ở đây qua đây thay đồ. Dạ. Vệ sinh ở bên đây luôn. Dạ. Rửa ở đây luôn. Dạ. Rửa chén ở đây nè, cô bác quay qua đây anh. Rửa chén ở đây, tắm ở đây. Qua bên đây thay đồ. Dạ. Nấu ăn nấu uống thì sao? Cô? Nấu ăn nấu uống nước thùng. Nước thùng ha. Dạ. Nước suối. Này chỉ mình rửa gáy chén tiểu tiện là tiểu tiện đồ ở đây hết luôn. Dạ. Đi trong đó là phòng vệ sinh luôn đó. Đó sao mư đó sống chạc lên ướt chân. Dạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ ngồi ở đây trên cái chiếc ghe cũ, chiếc bè của cụ chứ không phải là chiếc ghe. Thì một lần trước thì Bùi Hồ với lại chị Duyên có ghé thăm cụ để thay mặt cho cụ Huệ để có trao một số hỗ trợ cho cụ. Thì hôm nay thì mới vô sâu về cái ngôi nhà của cụ á. Thì gọi là cái ngôi nhà nhưng mà thật ra gọi là cái chòi đúng hơn cô bác của anh chị. Cái cuộc sống thì đó nó vẫn còn bao nhiêu đó khó khăn vất vả. Và cụ có nói một câu á, Bùi Hồ đi phóng sanh với cái mục đích là cứu con vật thôi, chứ không có ý chứ không có cứu cho nó sống thôi. Và Bùi Hồ hỏi cụ là bao nhiêu tiền cụ sẽ nghỉ câu cá, thì cụ có trả lời với Bùi Hồ á là chỉ cần 7 triệu, chỉ cần 7 triệu thôi. 7 triệu là một cái số tiền cũng không có lớn lắm, nhưng mà đối với cụ đó là cả một cái vấn đề. Chỉ cần 7 triệu thôi thì cụ sẽ bỏ luôn cái nghề câu cá bán cho mọi người phóng sanh. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cái clip này cho cô bác quý anh chị biết về cái hoàn cảnh của ông bà cụ ở trên một cái chiếc ghe một nét là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì cô bác quý anh chị nào có hỗ trợ cụ thì cũng có thể là Bùi Hồ sẽ nhận để mà hỗ trợ cho cụ bớt cái cuộc sống câu cá. Mọi người cùng chung tay với nhau chứ thật ra thì một người á chung tay nhau thì nó cũng rất là đuối, nên mong tất cả cộng đồng chung tay với nhau để cho cụ không có câu cá nữa, có một số vốn để mở làm ăn, chuyển đổi cuộc sống sang một cái hướng mới. Cụ biết rằng là cái cuộc sống của mình á, sống với cái nghề câu cá này đó vẫn rất là tội. Cụ biết là tội nhưng mà vì cái cuộc sống mưu sinh bắt buộc cụ phải làm với cái công việc này. Thì cụ có mơ ước gì không cụ? Tôi cũng thường ngày cũng mơ ước bằng vợ chồng giờ già của này cũng mơ mà, nhưng chắc là tình thần chắc không có. Tình thần chỉ là mơ thôi. Mơ cho được cái ghe ở cho lành lẽ, rồi ông vợ chồng sống cho nó ấm cúng vậy thôi, đừng có gì nè. Đó, chú thấy ông đó. Cụ năm nay là bao nhiêu rồi? Năm 70. 70. Dạ. Ông cụ? Ông cụ 68. Cụ nói vậy nè mọi người, chỉ là mơ thôi, nhưng mà chắc không, cũng không khó đâu. Cũng gần ấy 70 tuổi rồi vẫn lên đên với cái sông nước này. Vì cái cuộc sống từ xưa á, cụ đã quen rồi. Quen rồi với cái cuộc sống mà sống ở trên biển hồ đánh bắt cá, nên về đây cũng chọn với cái cuộc sống này. Thứ nhất là không có tốn tiền nhà trọ nè. Thứ hai là đánh bắt dễ dàng hơn nè. Thứ ba là có thể giấc ngủ ở trên sông nè. Và cũng mong sao á, thì hữu duyên thì cô bác quý anh chị có thể hỗ trợ cho cụ một ít để mà cụ thay đổi cuộc sống. Thôi hôm nay nó dạ. Không có tôi bệnh xỉn nữa. Dạ. Ông cụ bệnh xỉn nữa mà phải đi vớt dịch dài. Hôm nay ông vớt được nhiêu tiền? Chờ từ hồi chú xuống đợt trước tới giờ được nhiêu đó. 100 vậy chứ không có nhiều. Vì đi mình vớt dặn từ hồi chú xuống đây chú hỗ trợ đợt rồi đó, là đó được nhiêu đó. Sống thì cũng qua ngày vậy chứ sao giờ. Tuổi già rồi cái này cũng tôi cũng đâu tử tế gì, tôi cũng bệnh nữa, bệnh tiểu đường. Có nghĩa là bà không tử tế gì, tại vì tiếng Việt bà không gành. Có nghĩa là bà cũng không có, cơ thể bà không có khỏe mạnh đó. Chứ không phải là bà vẫn ngất đó. Bệnh thôi, mọi người đừng có hiểu nhầm bà nha. Dạ, thôi hôm nay thì con đến đây á, thì con, tại vì con không có sự chuẩn bị trước khi mà gặp cụ á. Dạ. Hôm nay thì con đến đây thì cũng, con chia sẻ clip này cho mọi người biết về cái mơ ước của cụ. Dạ. Không mơ ước gì nhiều, chỉ có một cái nơi mà trú mưa trú nắng cho nó lành lặn tí xíu thôi. Dạ. Và thay đổi cuộc sống là không có đi sống với cái nghề đánh bắt nữa. Ông bà cụ thì ở nhà buôn bán, sửa lại một cái trại này cho nó hoàn chỉnh tí xíu. Ông cụ thì vớt dê chai, vớt mẫu là xong. Đó, chỉ có mơ ước bao nhiêu đó thôi. Với ông bà cụ 75 tuổi là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thôi chứ có lẽ là đoạn clip này cũng khá là dài,
hữu duyên thì cô bác quý anh chị xem được cái đoạn clip này thì nhớ like, share, chia sẻ cho Bùi Hồ cũng như có thể cho mọi người biết thêm về cái hoàn cảnh cuộc sống của ông bà cụ ở là xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương nha cô bác quý anh chị. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Đến thời điểm này thì cũng mong là hồi hướng cái công đức về phóng sinh đó cho mọi người hết tất cả mọi người ha. Xin cảm ơn anh Nguyễn An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Chào cô ơi. Xin chào.